bắt đầu leo núi Bá Đen. Đây là đường cột điện quanh quanh suối. Thế là được một mình cà phê. Đây là tiếng chim rừng. Quý thính giả xem tiếp chương trình sau quảng cáo, cảm ơn. Chúng tôi chuyên cung cấp thực phẩm cho camping, dã ngoại, du lịch. Hotline 0784 555 569 hoặc 0979 500 066. Email coa@globergarden.vn, website globergarden.vn hoặc www.camping-foods.com. Ở đây có một khu nghệ vàng ạ. Nhiều thử. Nó mọc bên giữa đây, bên này đường nữa. Không biết là ai mang lên hay là nó tự nó mọc. Đã gặp mà trên đường đi cái hoa cây này đẹp á, nó lở sáng sớm đẹp. Đây là lụ của nó này. Đáo lên tới đỉnh luôn. Đây là cột điện, đây gọi là cổng trời. Bãi đá đẹp. Tối rồi, 6 giờ, hơn 6 giờ tối rồi. Một mình ngồi uống cà phê. Đây ai làm sẵn cái ghế. Yến đang chuyển tổ. Có thể là đêm nay sẽ mưa. Yến chuyển tổ quá trời. Mây vẫn đang bay, ngồi giữa biển trời, quanh đây là đá, bãi đá. Cái lều của mình ở trên kia, mình cắm trại ở mấy trên. Đó, lều ở trên. Đêm hôm qua thì có hai bạn lỡ tới, cắm ở trên mình một chút. Ngồi giữa mái đá. Đây là bãi đá, những tảng đá rất là lớn. Không biết là nó sẽ tồn tại được bao lâu.
khu du lịch nó mở rộng ra thì nó cũng san bằng hết. Đây là phía sau tượng Đức Bà, giờ cảnh bình minh đang lên thì đang thấy mây vẫn đang bay, nó che mờ hết. Đó. Bình minh lên ở góc này, nơi vững cái cây này không thấy rồi, mây bay tà tà trước tượng Phật. Mây bay đây các bạn thấy không? Ở đây rất nhiều sa nhân đấy các bạn. Rồi các bạn thấy rồi. Cái sa nhân này. Nhiều không? Nó mọc từng khu ở dưới bên dưới kia chỗ bãi xe nó có khu nữa, mọc rất là nhiều. Ăn tối các bạn, lâu ăn tối ngồi giữa phong cảnh một mình giữa phong cảnh đẹp. Quý thính giả xem tiếp chương trình sau quảng cáo, cảm ơn. Thuốc quý trong vườn. Tôi đã bắt đầu kênh này với một tầm nhìn đơn giản. Tạo ra một nơi mà bạn có thể ghé thăm bất cứ khi nào bạn muốn ngồi xuống và thư giãn. Học hỏi và chia sẻ những cây thuốc quý ngay trong vườn nhà bạn. Cây thuốc quý ngay trong chậu kiểng nhà bạn. Thuốc quý ngay trên đường bạn đi qua hàng ngày. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ. Bạn đã cùng chúng tôi chia sẻ những điều hữu ích, giúp mọi người sống khỏe và bình an. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã nghe và để lại phản hồi. Nó là động lực mỗi ngày cho tôi, sự truyền cảm hứng để tôi làm thêm nhiều clip mới. Chúc bạn có một ngày hoặc một buổi tối tuyệt vời. Thuốc quý trong vườn, website thuocquytrongvuon.com, fanpage Thuốc quý trong vườn. Hơn 5 giờ sáng thức dậy ở một nơi xa, mây không bay ấy. Mây bay mây vẫn đang bay các bạn ạ. Mình mò ra được giữa cái bãi đá, ngồi giữa bãi đá uống cà phê. Bãi đá. Còn lều mình ở trong kia. Lều mình ở mái trên. Đêm hôm qua thì có hai bạn nó tới cắm trại ở sau mình một chút. Đó, bãi đá đẹp. Bãi đá này không biết là tồn tại được bao lâu, nếu có du lịch nó mở rộng ra thì nó cũng lấy hết. Lúc mà không mây thì còn nhìn thấy thành phố Tây Ninh, bây giờ mây nó che khuất hết rồi, mây nó đang bay là tà rất là nhiều. Không thấy thành phố nữa rồi. Các bạn nhìn thấy mây không? Mây đang rất là nhiều.
ngồi uống cà phê giữa mây này, giống như là tiên cảnh, uống cà phê giữa tiên cảnh, quay đá.